Top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Channel Top Đen đã trở lại cùng với một video cực kỳ bổ ích cho các bạn rồi đây. Như các bạn đã biết, mới đây tập đoàn Vingroup quyết định mở trung đào tạo phi công và thợ máy. Trước đó, Vingroup đã cho ra đời chuỗi cửa hàng tiện lợi Vinmart, hãng hàng không VinFast, thương hiệu smartphone VSmart và thật nhiều dịch vụ tiện ích khác. Không hề ngoa khi nói Vingroup hiện tại chính là doanh nghiệp tư nhân bành trướng mạnh mẽ nhất Việt Nam. Ngoài ra, một thế lực bành trướng khác cũng vừa đạt được thành tựu 15 năm vững mạnh, chính là Thế Giới Di Động, với không các quảng cáo cực thu hút. Vậy liệu các bạn có thắc mắc cùng với Vingroup và Thế Giới Di Động thì những doanh nghiệp tư nhân nào lớn nhất chúng ta không? Cùng tới bây giờ tìm hiểu nhé! Công ty cổ phần tập đoàn Masan tiếp nối sự trỗi dậy của khối doanh nghiệp tư nhân trong bảng xếp hạng VNR 500 năm 2017. Bảng xếp hạng VNR 500 năm 2018 tiếp tục cho thấy sự tăng lên về mọi mặt của khối doanh nghiệp tư nhân. Vị trí thứ 10 thuộc về công ty cổ phần tập đoàn Masan, được thành lập vào năm 2005. Masan Group là một trong những công ty lớn nhất trong khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam, tập trung hoạt động trong ngành hàng, tiêu dùng và tài nguyên của Việt Nam. Những nền tảng kinh tế chính của tập đoàn là Masan Consumer, nước tương Kinsu, Nam Ngư, Masan Berry là bia sư tử trắng, Masan Resources chuyên về tài nguyên khoáng sản, và cuối cùng là ngân hàng Techcombank, một trong những ngân hàng có dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất hiện nay. Chuyên cho vay bất kể bạn là ai. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng được thành lập vào ngày 12 tháng 8 năm 1993. VPBank là ngân hàng tư nhân có tốc độ phát triển rất nhanh trong những năm gần đây. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, huy động tăng trưởng của VPBank đạt 16% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận trước thuế đạt 8.130 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh nêu trên đã giúp VPBank củng cố vị trí trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô và lợi nhuận cao hàng đầu Việt Nam hiện nay. Ngân hàng làm ăn rất tốt, chỉ duy nhất việc hay gọi điện thoại tư vấn vay vốn vô tội vạ và khiến cho người khác hơi lắc tóc mà thôi. Công ty cổ phần hàng không Vietjet hoạt động với tên là Vietjet Air là hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Việt Nam, có trụ sở chính tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và chi nhánh tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Hãng được Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam phê duyệt cấp giấy phép vào tháng 11 năm 2007. Không chỉ vận chuyển hàng không, Vietjet còn cung cấp các nhu cầu tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng thông qua các ứng dụng công nghệ thương mại điện tử tiên tiến. Vietjet vừa được xếp hạng an toàn hàng không mức cao nhất thế giới ở mức 7 sao. Dịch vụ của Vietjet khá xứng đáng với giá tiền. Thi thoảng các chuyến bay của nó bị delay nhưng vẫn rất ổn chứ không có bất kỳ vấn đề nào quá đáng kể. Trải qua 30 năm phát triển, hiện FPT là một trong những công ty công nghệ thông tin hàng đầu tại Việt Nam và nằm trong top 100 toàn cầu về dịch vụ ủy thác. Trải qua 30 năm phát triển, hiện FPT là một trong những công ty công nghệ thông tin hàng đầu tại Việt Nam và nằm trong top 100 toàn cầu về dịch vụ ủy thác với lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là công nghệ thông tin và viễn thông. FPT đã cung cấp dịch vụ tới 63 trên 63 tỉnh thành tại Việt Nam và không ngừng mở rộng hoạt động trên thị trường toàn cầu với sự hiện diện tại 33 quốc gia. Năm 2017, FPT đã đạt doanh thu là 43.845 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2016. Trong suốt quá trình hoạt động, FPT luôn nỗ lực với mục tiêu cao nhất là tạo sự hài lòng cho khách hàng thông qua những dịch vụ, sản phẩm và giải pháp công nghệ tối ưu nhất.
Đồng thời FPT không ngừng nghiên cứu và tiên phong trong các xu hướng công nghệ mới, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới. Công ty tập đoàn Hòa Phát. Ngày 15 tháng 11 năm 2007, Hòa Phát chính thức niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam với mã chứng khoán là IPG. Tập đoàn Hòa Phát là tập đoàn sản xuất công nghệ tư nhân hàng đầu của Việt Nam, sản xuất thép và các sản phẩm liên quan như là than thiêu, quặng sắt chiếm tỷ trọng khoảng 75% doanh thu, là lĩnh vực chủ lực của tập đoàn. IPG hiện tại đứng ở vị trí thứ hai cả nước chỉ với 15,2 thị phần thép xây dựng. IPG hiện là nhà sản xuất phân phối hàng đầu về các mặt hàng nội thất văn phòng với khoảng 40% thị phần cả nước. Nội thất Hòa Phát là một thương hiệu uy tín với thị phần lớn nhất Việt Nam về hàng nội thất văn phòng. Ngoài ra, kinh doanh bất động sản, khu công nghiệp, khối đầu tư cũng là một lĩnh vực mũi nhọn của tập đoàn này. Hiện nay, Haco có 3 văn phòng đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Chu Lai, Quảng Nam. Trong đó, khu phức hợp sản xuất và lắp ráp ô tô Chu Lai, Trường Hải, Quảng Nam được thành lập từ năm 2003 trên diện tích gần 600 hectare, gồm 25 công ty, nhà máy trực thuộc, là doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp và phân phối ô tô tại Việt Nam. Mục tiêu của Haco là giữ vị trí này, đồng thời mở rộng thị trường trong khu vực ASEAN, tăng cường hợp tác quốc tế nhằm lựa chọn công nghệ phù hợp, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, tạo nền tảng để phát triển thành tập đoàn công nghiệp đa ngành, nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm vươn tới vị trí hàng đầu khu vực.
Tiền thân của WinGroup là tập đoàn Technocom, thành lập năm 1993 tại Ukraine. Đầu những năm 2000, Technocom trở về Việt Nam, tập trung đầu tư vào lĩnh vực du lịch và bất động sản với hai thương hiệu chiến lược, ban đầu là Vinpearl và Vincom. Đến tháng 1 năm 2012, công ty cổ phần Vincom và công ty cổ phần Vinpearl sáp nhập, chính thức hoạt động dưới mô hình tập đoàn có tên gọi là tập đoàn WinGroup, công ty cổ phần. Với sứ mệnh vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt, hiện nay WinGroup tập trung phát triển các lĩnh vực cốt lõi như công nghệ, công nghiệp nặng, bán lẻ, bất động sản, du lịch, giải trí, y tế, giáo dục, nông nghiệp, v.v. Gần đây, tập đoàn WinGroup đã đưa ra thông báo sẽ xây dựng trường dạy phi công và thợ máy để càng củng cố hơn nữa sự bành trướng của tập đoàn. Hẹn gặp tất cả mọi người trong các video mới. Tạm biệt mọi người.